quái vật gì đâu, đây là bịch kẹo thôi mà con. À thì ra chỉ là bịch kẹo, ở trên nó có mấy cái hình con quái vật này kia thôi. Vậy mà cũng làm mẹ hết hồn, tưởng trong siêu thị có quái vật chứ. Kẹo này lần trước mẹ có mua cho con ăn rồi nè. Ở trong nó là kẹo dẻo, vị trái cây cũng ngon lắm nha. Bây giờ mình sẽ mua thử một bịch. Các bạn có ai ăn kẹo này chưa, các bạn hãy bình luận cho mọi người biết nha. Yeah, gần nhất có nhiều bánh kẹo luôn nè mẹ. Đúng là ở đây cũng còn rất là nhiều bánh kẹo nha. Nhìn nó vừa đẹp mà vừa độc lạ nữa các bạn ơi. Nhưng mà hai đứa con thì không có nên mua nhiều đâu. Mẹ chỉ mua một bịch đến hai bịch thôi. Vì ăn nhiều quá tụi con rất là dễ bị sâu răng nha. Ở đây nhiều kẹo quá mà mình không được ăn, tiếc quá. Các bạn ơi, các bạn nghĩ ăn kẹo nhiều nó có bị sâu răng không? Các bạn nào bị sâu răng chưa, các bạn bình luận cho mình biết với nghe. Được rồi. Nè, con một cây. Yên tâm, con cũng được một cây nè. Bây giờ hai chị em thấy có bằng nhau chưa? Dành ăn cái gì? Để ta chia giùm cho. Yes. Tôi có chia một con đấy. Được rồi. Nè, con một cây. Yên tâm, con cũng được một cây nè. Bây giờ hai chị em thấy có bằng nhau chưa? Bằng nhau rồi đó bà cô ơi. Ừ, vậy là xong nha. Còn cái phần còn lại là của bà cô nghe hai đứa. Cái này giờ mẹ mua cho con nè. Mẹ, để cho hai cô đứa con đi. Cái này mẹ mua cho hai đứa. Bà cô đã về cho hai đêm con. Hả, nó gượt tới rồi, chạy thôi. Có chuyện gì mà hai chị em la dữ vậy con? Có hai con quái vật ở đằng kia kìa mẹ. Nó bự lắm mà cái tay nó dài nữa. Gì ghê vậy? Cái con đó đâu con? Đó kìa mẹ, bên đó đó. Cái con đó, cái bự này, cái tay nó quẻ quá hay mẹ. Vậy là con quái vật mà nãy giờ hai đứa con nói là hai cái xe đang xúc ở ngoài kia đó hả? Yes. Cái đó là xe của công trình, người ta đang làm đường, có thể là người ta xúc cát, xúc đất hay là người ta đang dọn đường đó con ơi. Bị cái đó vậy là cái gì mẹ? Hai cái xe này mà Hoàng Kim cũng không biết tên nữa các bạn ơi. Có bạn nào biết hai cái xe này là tên gì thì các bạn hãy bình luận ở dưới cho Hoàng Kim và Gia Hân biết với nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Kẹo đây, ai mua bánh có kẹo không? Chị đó bán một vỏ kẹo mà còn đi bán nữa mẹ. À, chị đó đi học về còn biết giúp đỡ gia đình. Như vậy thì cũng rất là tốt, đâu có gì xấu đâu mà ngại con. Yeah. Như con nè, lỡ như gia đình khó khăn thì con cũng phải biết đi làm cái gì đó giúp đỡ ba mẹ, hiểu chưa? À, con hiểu rồi. Doanh nghiệp đi tốt quá, vậy để mừng mua tiếp gì đó nè. Ở đây mẹ cũng còn vài tiền lẻ nè. Bây giờ hai mẹ con mình sẽ lại mua bánh ủng hộ cho chị đó nha. Yeah. Cho em đã tiền nè. Chị cảm ơn em với con nha. Thôi con đi bán đi, tạm biệt con nha. Các bạn ơi, các bạn nhớ bấm like và bấm đăng ký cái phim sức mạnh để giúp Hoàng Kim bán mau hết kẹo nha các bạn.